mua võng mùng 3 lớp rất to đi mọi người ơi. Võng nằm được 2 người luôn, kích thước 1m4 ngang dài 2m8. Dây đai buộc võng rất chắc chắn. Võng chất liệu vải dù rất mát. Võng có dây kéo trong lẫn ngoài, đường may rất tỉ mỉ và chắc chắn. Có 2 thanh nhôm, dây buộc mùng, võng có túi dây rút. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Võng mùng 2 lớp xuất khẩu nước ngoài có kích thước lớn. Đường may đẹp, có dây rất chắc chắn. Võng hai lớp xuất khẩu nước ngoài có kích thước lớn. Đường may đẹp, có dây rất chắc chắn. Mua bóng một lớp to vừa chắc mà còn bền nữa. Có nhiều kích thước để lựa chọn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.